Chào quý vị các bạn nhé, đây là cái cây quất của nhà vườn anh Sơn họ là gì đấy nhỉ? Họ bác Sơn thì nhớ anh đây. Anh Sơn này, đúng không? Anh họ nhà họ hả? À. Nguyễn Ngọc Sơn. Nguyễn Ngọc Sơn, tên rất là đẹp đúng không? Số điện thoại là 0347 522 999. Đó, đây là cái cây quất của nhà vườn nhá quý vị các bạn nhá. Quả rất là to đẹp lắm ạ. Đây quả này. Đúng rồi. Đấy, quả này. Như đã nhà... chơi từ hôm Tết đến giờ này, hôm nay là nửa tháng trời cây ra đang quả rung không rung. Vâng, vì là cái quất trồng chậu này thì nó được cái ưu điểm là nó xanh tốt đó. Đây là cái quất này là đó, các bạn thấy là cái người mua người ta chơi xong rồi người ta tin tưởng, người ta lại mang lên, người ta gửi lại cho nhà vườn để chăm sóc cho Tết sang năm. Đây, còn nếu anh em mà chơi muốn chơi là làm lại cây là làm trước hết ta phải cắt cái quả đi. Rồi. Cái cành nó tán, cành cắt vo tán vô tiệt tự chỉnh hình đi. Cắt sâu cành xuống tí thì nó bật nó có chỗ bật chồi lên, bật mầm lên. Rồi. Rồi quả rất to đấy chứ không phải. Quả to là nhiều bác thích nhất là hắn phải do giống rồi, đúng không? Do giống đúng rồi. Cái giống này trước lại... mình làm hàng Thái Bình, cây của Thái Bình quả nó bé. À. Và mình chuyển sang hàng Hưng Yên hết. À, hàng Hưng Yên thì quả to hơn. Quả to hơn. Mà nó bắt quả nó dễ quả hơn. Dễ bắt quả hơn. Một cái cây này như sang năm mua là cứ 500 một đây, 500 đây chú, hàng 500. Cây 500 một cây đây. Đó. Đó là ở nhà vườn thôi chứ còn ra buôn thì vô giá lắm. Vườn đây này, cái chậu này này. Đây một cây, cây này. Sau chú cây đây cây này. Đang lấy đây 5 triệu, 2 triệu mốt 3 cây. Sang bớt mất 100. Còn 2 triệu mà sang Thọ Tân, cũng nguyên Thọ Tân bán 1,5 triệu cây. Cái này bắt làm nước rửa bát rất tốt. Đấy, bây giờ mình dọn cây, cắt cây xong này, cái phần chậu này. À. Phần trên mặt chậu đây chỗ này. Rồi. Là mình phải sới lên cái que hoặc cái bay, mũi bay ấy. Rồi. Bay xây, bay hổ ấy. Mình khới hết mặt chậu này lên. Đấy. Tưới hết mặt chậu này cho thoáng, mặt chậu bắt đầu mình tưới kích thích. À, tưới kích thích cho dễ. Ra dễ, tưới kích dễ. Bởi vì trong cái này là ít nhiều thì nó đất cũ. Đất cũ với lại cái thời gian người ta ở nhà vườn để chăm được liên tục. Nhưng đúng mà rồi. Ở người, một số nhà chơi để trong nhà khi 4-5 ngày không tưới. Không tưới đúng không? Nên là khi mang ra ngoài là quả bắt đầu là còn lá rụng nữa chứ đừng nói là không, quả. Không, cái đó để đúng để khô đến lúc tưới nước cái là rụng luôn lá mà đây. À, cây vâng. Tình trạng gần sau để khô đấy chú. Vâng, đó, nên là để khô. Khách người ta để khô đấy. Quá rồi. Lâu ngày trong lúc nhà. Khô cái bắt đầu mình tưới nước vào cái là cây héo ngay. À. Đây, khô giờ mình cắt hết cái phần khô đi. À. Thì mình có thể vẫn khắc phục được cái cây này. Nhưng mà cây này kiểu gì bị suy đúng không? Đúng rồi, cái này hắn kém hẳn. Vì cái này là người ta đã về dân người ta chơi là một là sợ nhất là một là người ta cái bóng nháy này, bóng đèn nháy này. À. Là treo vào nóng. À. Cái hai là có những nhà người ta có đốt nến lên trên này. À. Đây tình trạng như cái này đốt nến này chú này. À rồi, đấy. Để nến là đã làm rách. À. Đấy, cho nên là nóng cây. Cái này cắt hầu như gần hết rồi. Đó, cái này trừ là phải kích rễ cho nó phát triển rồi chăm đây, lại. Đây kích rễ không có anh kích rễ đây. À. Đang phân mình dùng cái phân sinh vi sinh này, à. Sinh học đây. Đó. Cắt hết phần khô đi. Để con bật lại. Để bật lại. Khắc phục được cái cây coi như là để chơi lại cũng nếu mà khắc phục được nó thì coi như là sau cây cũng là chơi rất đẹp. À. Đẹp hơn cây mới. Vì là hắn thuần chậu rồi. Thuần chậu hai nó cây nó khỏe, nó sau mập mạp cây hơn, tín cây hơn. À, nên là nhiều bác nó có phải thay chậu không? Không tốt không nhất là thay. Không. Tốt nhất, không cần thay. À, thay là lại suy cây đúng, đúng rồi, không? Thay lên ảnh hưởng vô dễ nó. À. Nó trên nhà phố chơi xong cây này để lên trên sân thượng nhưng mà lưu ý là
Mùa này thì còn đỡ, nhưng mùa hè là lưu ý là tưới ngày một, chứ chỉ cần để lên bữa hấn héo đi cái là chăm lại rất là vất. Cây cối các bác chơi cây thì ở dưới đấy gần cái bọn bình thường gần như chú á. À. Nó lấy một dãy đấy bọn nhà gì chụp ảnh nhỉ? À. Hoàng hậu. À nhà 6, tú 7 vị lấy ở trên đây mà chưa thấy mang lên. Nhà tú Hà rồi. Đó là mấy bạn em cả mà, mấy ông bạn em cả. Trong cái hội chơi lan, chơi liếc, cây cối cái gì cũng thích. Thường điện thoại đấy. Thường điện thoại ngay chỗ ngã tư chứ. Ngay ngã tư ấy. Rồi. Lấy cái đây trước, lấy cái đây mình chưa thấy mang lên. Nói chung là nếu như để ở nhà chơi thì bình thường thì chơi mà chơi người ta biết chăm cây rồi thì để trong nhà cũng chẳng vấn đề gì cả. Không có gì. Cây này, cây này hôm là để trong nhà suốt từ hôm Tết đến giờ này. Riêng cây này này. Rồi. Đấy, nó này đang rất đẹp, cây rất màu mỡ cây. Quả to, đẹp. Quả to. Đó là cái do dòng quất này, nên là nhiều bác hỏi là tại sao lại quất lại có em chăm mãi là quất lại quả không to, thế là hắn còn phụ thuộc vào quất Thái Bình là đây, quất giống quất nhé, trong ba một số cây đây. Đây một cây này, cây này và cây này thì lúc nào quả bé này là quất Thái Bình. Quất Thái Bình hàng giống Thái Bình đấy. Rồi. Và từ còn ngoài tất cả ngoài còn, toàn Hưng Yên hết. Hôm nay anh chuyển hết sang quất Hưng Yên. Trước anh làm Thái Bình, bây giờ chuyển hết sang Hưng Yên. Ừ. Còn sót lại mấy cây. Ừ. Cây này nó nằm đỗ liên tục. Cái dịch lên đó là nói chung là chơi chăm được một cây, ví dụ là dân người buôn thì khác rồi, nhưng mà những người mà chơi xong mà lại muốn chăm để cho Tết sang năm đó, nên là nhiều người hỏi điện hỏi cách chăm như thế nào đó, cái quy trình trồng chăm sóc lại sau Tết. Rồi, các chào. Cái này cái độ khoảng tuần sau bật hết lộc luôn. Tuần hết lộc. Cái thành cái này là toàn mới ấy cả. Cái bật hết lộc luôn. Cái khu này là trồng cây năm 2 vô đây hết à? Năm 2 hết chứ. À. Toàn bộ cây năm 2 mà đang bật hết lộc luôn. À. Đó là cái lô kia xuất hết đi là trồng cây năm 2 ngoài vườn năm này. Năm 2 ngoài những ngoài đồng về. Ngoài đồng về. Nó lại cho lên chậu. Cho chậu làm luôn. Cái này anh thì anh dòng dòng trong năm kia. À. Hàng này anh dòng làm trong năm, làm hôm nay 6 hay 7. À. Đó là cái quất mình xác định mình trồng ngoài kia, bác trồng mấy trăm cây cho sang năm nữa rồi. Đúng rồi, mình trồng ngoài kia là cả là 400-500 cây của cho sang năm. À. Rồi hết xuất hết lứa đi lại có lứa khác. Và cái giống quất có này bác hay xuất giống không? Có chứ, mình vẫn bán giống. Đó nên là giống ở đây là cái giống uy tín rồi, giống như các bác hỏi là nhiều cái giống tại sao quất nó nhỏ, vì các bác lấy cái quất mà hắn bán theo cả bó ở ngoài kia mà cái hắn rủ hết đất rồi anh rồi. Cái loại quất nữa là quất quất Thái Bình. Quất Thái Bình à? Quất Thái Bình. Quất. Còn cái này thì anh ra tận Hưng Yên này, ra lấy tận là... của gần của viện nông nghiệp 1 đấy. À. Anh lấy là người ta bấm bầu cho mình tử tế. À, chứ không phải là giấu đất ra như thế kia. Không phải rũ đất của Thái Bình mang vào Thanh Hóa mình đâu. À. Ừ. Ra đấy người ta làm gọn gàng chỉnh mình lắm. Nhưng mà tại rằng cái giống đó mà rằng họ rủ đất mà em để thấy người ta để cả tháng cả. Nó không được gì, cái sau cái là sau làm cây nó kém thôi. À. Thứ nhất là cái bộ rễ con của nó mất hết này. À. Bộ rễ lông của nó mất này. À. Thứ hai nó chỉ còn cái rễ chính, mình trồng phải thời gian lâu thì bắt đầu nó bắn rễ con, phải rễ non ra được. Các bạn phải trồng phải 2 năm mới được như thế này đúng không? Đúng rồi. Năm 2 thì may mình làm mới được thế này. À. Làm cái bắt quả nó vào một quả nó khó. À. Không được đấy, không tin tưởng lắm. À. Đó nên là các bác cũng không nên ham rẻ, nếu như mà muốn kinh doanh quất thì cũng không nên ham rẻ, vì bác Sơn bác trồng cũng đủ các loại quất rồi nên là quay đi quay lại vẫn phải lấy giống chuẩn. Một cây quất Hưng Yên thì sẽ đánh đổ như cây quất Hưng Yên anh làm chậu trong một cái chuông này. À. Đây, như cây này anh mua 70.000. Đây. Rồi. Như chậu thọ đây. Rồi. 70.000 một cây giống. Thì nếu mà mình lấy ngoài Hưng Yên mình cho thẳng 50.000 đi. Rồi. Và nhà 50.000 thì cây quất Thái Bình mang vào đây người ta bán chỉ có 17-18.000 thôi. Rồi. Thế sẽ gấp 3 lần cây quất Thái Bình. Rồi, rồi. Đấy, số tiền mình mua cây giống. Hôm vừa rồi cũng có anh hỏi bảo rằng mà vì hôm anh báo giá rồi điện hỏi bảo quất chú mấy 50.000 một cây chưa tính cước, bác có lấy điện vì sao đắt thế, cái quất chuẩn thì giá phải chát hơn một tí. Là hàng này cây nó to chứ. Và cây nó to nó cao thì chứ không phải giống cái quất mà người ta kích quất kia, giống chỉ kiểu người ta dâm cảnh á lên trồng như một cảnh dầu ngót. Đúng rồi. Đó nên là chia sẻ với quý vị các bạn nhé.